Cô chủ bạo chi hơn 15.000 đô la Mỹ tổ chức sinh nhật xa hoa cho thú cưng gây tranh cãi. Cộng đồng mạng tranh cãi việc cô gái ở Trung Quốc chi hơn 15.000 đô la Mỹ để tổ chức sinh nhật xa hoa cho thú cưng. Nhiều người bị sốc khi biết về khoản tiền lớn mà một cô gái ở Trung Quốc đã chi để thuê 520 chiếc máy bay không người lái UAV để tổ chức sinh nhật cho chú chó cưng tròn 10 tuổi có tên Dou. Đoạn video được quay vào tối ngày 23 tháng 12 tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc cho thấy trong buổi tiệc mừng sinh nhật thú cưng bước sang tuổi thứ 10, cô gái đã thuê 520 UAV với chi phí là 100.000 nhân dân tệ, gần 15.000 đô la Mỹ. Những chiếc UAV này có nhiệm vụ phát sáng trên bầu trời đêm và sắp xếp theo đội hình thành nhiều hình thù khác nhau, như hình bánh sinh nhật và chú chó ngồi trong chiếc hộp. Những người chứng kiến cho hay, toàn bộ buổi trình diễn ánh sáng đẹp mắt kéo dài gần 30 phút và do chính chủ nhân của chú chó thực hiện. Theo Daily Star, trong đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội TikTok, 520 chiếc UAV được tập hợp trên một sân bóng đá. Dưới sân cỏ, chú chó Dou được chủ nhân mặc cho trang phục theo phong cách Giáng sinh và bên cạnh có sẵn chiếc bánh mừng sinh nhật cùng một cây thông Noel cỡ nhỏ. Phía sau chú chó là dàn UAV đang chờ sẵn để chuẩn bị làm nhiệm vụ. Tôi từng nhìn thấy màn cầu hôn bằng UAV nhưng chưa từng được chứng kiến cảnh tượng lễ hội ánh sáng UAV mừng sinh nhật cho một chú chó. Chuyện này khá kỳ quặc, nhưng tôi cho rằng chủ nhân của chú chó là một người lãng mạn, một người dân địa phương chia sẻ. Ông Gen, người làm việc tại một công ty chuyên cho thuê UAV, cho biết chủ nhân của chú chó Dou muốn cảm ơn thú cưng vì đã ở bên cô ấy suốt 10 năm. Bữa tiệc mừng sinh nhật xa hoa của chú chó Dou đã nhanh chóng trở thành đề tài tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người cho rằng Dou có số hưởng bởi cuộc sống của nó còn tốt đẹp hơn rất nhiều người khác. Tôi thực sự ghen tị. Tôi dám chắc chủ nhân của chú chó rất yêu quý thú cưng, một cư dân mạng cho hay. Thật phí tiền của. Cô ấy nên quyên tặng số tiền này cho một tổ chức cứu hộ động vật, thay vì đi thuê UAV chỉ để cho mình xem, một người khác để lại bình luận chỉ trích. Còn bạn, bạn nghĩ sao về cô gái này?